Có giảm bự là 80, còn cái giảm nhỏ hơn là bao nhiêu chứ? Nhỏ là 75 ha. Cũng lâu hả cháu ha? Dạ, 60. Cũng lâu là 60 ngàn ký cháu ha. Ồ. Cháu này bán cá cũng lâu có 60 ngàn ký các bạn nè. Còn cá lăn bao nhiêu cháu? 60 ngàn, cá lăn là 75 ngàn. Cá lăn là 75 ngàn. Cá cũng lâu có 60 ngàn, cá lăn là... Cá lăn là 70... 70 ngàn luôn ha, sổ luôn. Ồ, cá cha bữa nay bao nhiêu vậy? Ồ, cá cha là 30 ngàn ký nè. À, cá chấm ha, cá chấm có 50 ngàn ký ha. Cá cha là 30, cá chấm là 50 ngàn. Ồ, quá trời cá chấm luôn các bạn nè. Còn cá vô đếm bao nhiêu vậy? Vô đếm 30 thôi, còn mấy con. À, cá vô đếm còn mấy con bán có 30 ngàn ký ha. Chấm 50 luôn ạ. Ồ, cá chấm 50 ngàn, cá chấm quá nhiều các bạn ơi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. À, vậy là anh có cờ xe xem kênh rồi. À, dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Đây là Nguyễn Hòa gặp được một khán giả hay xem kênh của Nguyễn Hòa đi mua cá các bạn nè. Chào anh luôn nha. Cá bông mú bao nhiêu chị? Cá bông mú là 160, còn cá cá chim là 90 ngàn, còn cá phi bao nhiêu chị? Cá phi là 55 ngàn. Còn đầu cá bóp gì? Đầu có bóp 50 ngàn. À, đầu có bóp 50 ngàn, còn có bóp là 100 ngàn các bạn nè. À. Ôi, bữa nay chị bán đủ thứ cá luôn các bạn nha. Cá chim, cá bóp, rồi cá diêu hồng, cá chẽm, cá phi. Ồ, bữa nay là xuống giá luôn ha. Hôm qua là 45, bữa nay là cá ba sa có 43 ngàn ha. Còn cá hồng bao nhiêu vậy? Cá hồng như cũ là 60 ngàn hả? À, cá hồng là 60 ngàn. Cá ba sa bữa nay là có giá có 43 ngàn, bạn xuống được 2 ngàn bạc các bạn nha. Toàn cảnh chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi bên ngoài nhà đồng F và nhà đồng D sáng thứ bảy. Bên ngoài đang chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi và cập nhật giá cả sáng thứ bảy. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Bây giờ Nguyễn Hòa đang bước tới để tham quan khu bán ghẹ các bạn. Ôi, chào chị Tuyền luôn. Ghẹ bữa nay nhiêu chị Tuyền? Ghẹ này 200 anh ạ. À, ghẹ này 200, còn mấy bơ kia sao chị? Có 200, cổ kia là 160. À, có một bơ cuối cùng 160, còn 3 bơ là 200 mấy hả? Bữa nay em bán cua là cua tôm. À, cua tôm. Tôm bao nhiêu chị? À, cua này là 3 bơ 200 ngàn các bạn nha. À, ghẹ này là 3 bơ 200 ngàn các bạn nha. Bao nhiêu chị? 150. À, tôm thẻ, à, tôm càng sống chị Tuyền bán nè. 150 bao ăn? 150 luôn chị ha. Ồ. Cua thịt là 180, còn cua bên đây là 150. À, bao ăn luôn ha. À. Rồi cái ông lậu nhà lòng ép nha. Dạ. Cua là chỉ có hai giá 150, 180 chị ha. Còn tôm càng à? Tôm càng sen 25 con. À, tôm càng sen là 1 kg là khoảng 25 con. 25 con. 150 hả? 150. À. Bao ăn bao cân. Bao ăn bao cân luôn, chị Tuyền bữa nay vừa bán. Cái ông hậu em nha cả nhà mình. À. người đẹp bán ghẹ bán cua luôn à. Cua này là 150, 180 các bạn nè. Còn tôm càng là 150 các bạn. Còn chỉ bán ghẹ là cái bơ nhỏ nhất là 160 ngàn các bạn nè. Đó, bơ này 160 ngàn. Còn ba bơ này là 200 hết nha. Hai là 180. À, cái bơ 160. À, 150. Vậy là cái bơ nhỏ nhất là 150. Còn hai bơ này 180. Ờ, loại kia là 200 ngàn. Giá cũ luôn á. Vậy là chỉ có 4 bơ ghẹ các bạn nha. Bơ này là 200 ngàn các bạn nè. Còn hai bơ này là 180 ngàn. Còn bơ nữa là nhỏ nhất là 150 các bạn nha. Đó là ghẹ giá sáng thứ bảy các bạn. Cảm ơn anh chị nha. Ngoài giờ tham quan bên bán tôm các bạn. Sáng thứ bảy ngoài tham quan với chị này bán tôm nè. Tôm thẻ sống là 200 ngàn ký các bạn nè. Quá trời luôn, tôm thẻ sống luôn các bạn. Con vô con mình lĩnh. À. Chị này bán tôm là cuối nhà lồng ép các bạn nha. Chị hay bán tôm ngồi cuối nhà lồng ép là tôm bữa nay là 200 ngàn ký sáng thứ bảy các bạn.
Ồ, tham quan cho chị này đấy. Ồ, tôm sú này có 60 ngàn ký đó bạn. Ồ, tôm sú có 60 ngàn à. Chỉ sổ về luôn các bạn nha, có 60 ngàn ký tôm sú các bạn. Sáng thứ bảy các bạn. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chào luôn. À. Ồ, tôm sú có 60 ngàn ký các bạn. Rồi, quý bà tham quan chỗ khu người chị này bắt cô thắng kẹ. 70 ngàn ký cô hả? Ồ, oh, trời kẹ nè, cô bán có 70 ngàn ký nè. Ôi, ghẹ bự quá trời luôn, 70 ngàn ký các bạn. Cô này bán bên ngoài nhà lồng ép các bạn nè. Sáng thứ bảy các bạn. Quá trời ghẹ luôn. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô bán cho mau hết luôn. Trời ơi, Nguyễn Hòa tham quan chỗ khu anh Năm bán này, cá sổ 1 ký có 30 ngàn các bạn nè. Rồi, 1 ký có 30 ngàn các bạn nha. Vậy là chỗ Năm bán là 1 ký có 30 ngàn các bạn. Quá trời rẻ luôn. 1 ký cá có 30 ngàn sáng thứ bảy các bạn. Nguyễn Hòa thấy đủ thứ cá luôn. Cá mối, cá chim có các bạn nè, cá hường, cá nục. Quá trời cá luôn, cá gà, à, cá người nữa bạn. Ồ, có cá nhồng nữa bạn. Cá nhồng, cá hường. Chỗ cua Năm này 1 ký cá có 30 ngàn các bạn, sổ đó. Quá trời rẻ các bạn ơi. Không, đem kêu qua bán được. Cá sổ 1 ký có 30 ngàn các bạn nha. Quá trời rẻ luôn. Chỉnh rõ hả? Quá trời luôn. Ký có 30 ngàn các bạn. Hebon mà đúng rồi, Hebon gọi lắm. Bán 30 cũng lợi đó 25 hả? Ồ, ký có 30 ngàn các bạn. Chào anh Năm luôn. Giờ quý bà tiếp tục là bước qua tham quan khu khác các bạn. 30 ngàn ký sáng thứ bảy các bạn nha. Ồ, sáng thứ bảy chị này bán ngang này có 150 ký các bạn, to lắm các bạn ơi. Quá trời luôn. Ngang này chị bán 150 ký các bạn nè. Cua nhiêu chị? À, cua chị bán có 100 ngàn các bạn nha. Chị hay ngồi cuối nhà lồng ép các bạn đi chợ mua ngộ chị nè. Mực nè, mực ngang là 150 các bạn, cua là 100 ngàn. À, cá thu nguyên con là 90 ngàn. Cá chim là 100 ngàn. Cá đuối là 100 ngàn luôn. Cá đuối 100 ngàn. Cá bóp là 120 ngàn ký các bạn. Cá chim à, cá chim trắng là 100 ngàn. Cá thu là 90 ngàn ký. Cảm ơn chị nhiều nha. Ồ, cá đuối gì nó ngon các bạn ơi. Cá bóp nữa nè. Cá chim, cá thu. Sáng thứ bảy nè, cô này bán tôm thẻ sống to các bạn ơi, 200 ngàn ký các bạn nè. Quá trời tôm luôn. Con nào nó to các bạn ơi, sáng thứ bảy là cô này bán là 200 ngàn ký các bạn nè. Tôm bự lắm các bạn ơi, tôm đang sống các bạn nha. Rồi, cảm ơn cô nha, chúc cô bán cho đắt hàng, nó mau hết luôn nha. Rồi, Nguyễn Hòa tham quan cho cháu này bán đây, cá hú nhiêu cháu? À, cá hú là 55 ngàn ký. Cháu này cũng chuyên về cá hú, ngồi bên ngoài cuối nhà lồng ép các bạn. Chú cảm ơn cháu nha, chúc cháu bán cho đắt luôn nha. Ồ, sáng thứ bảy mà thấy chị này đổ cá ngừng quá trời các bạn, có 30 ngàn ký các bạn nè. Quá trời luôn. Ồ, cá quá trời các bạn, cá ngừng. Cá ngừng có 30 ngàn ký. Cảm ơn chị nhiều nha. Cá thu chị này bán 90 ngàn ký các bạn. Cá bớt cũng 90 ngàn luôn. Đầu cá thu là 35 ngàn á. Cá thu 90 ngàn, cá bớt 90 ngàn, đầu cá thu 35 ngàn.
Cá bóp à, chị này bán là 90 ngàn. Cá bóp 90 ngàn, đâu có đâu 35 ngàn. Cá tu cũng 90 ngàn. Thứ bảy ngoài tham quan chỗ anh này bán nè. Cá lóc là 45 ngàn, cá rô là 40 ngàn. Quà là tham quan khu bán cá của anh chị này. Rồi chúc anh chị đó cho đắt hàng nha. Ô cá cha bữa nay bao nhiêu vậy? Ồ cá cha là 30 ngàn ký nè. À cá chấm hả? Cá chấm có 50 ngàn ký ha. Cá cha là 30, cá chấm là 50 ngàn. Ồ quá trời cá chấm luôn các bạn nè. Còn cá dù đếm bao nhiêu vậy? Dù đếm 30 thôi còn mấy con. À cá dù đếm mỗi mấy con bán có 30 ngàn ký ha. Chấm 50 các bạn. Ồ cá chấm 50 ngàn, cá chấm quá nhiều các bạn ơi. Cá cha là 30 ngàn ký. Cá chấm đang sống luôn các bạn, có 50 ngàn ký rồi. Cá cha là 30 ngàn các bạn nè. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây Nguyễn Hòa gặp được một khán giả hay xem kênh của Nguyễn Hòa đi mua cá các bạn nè. Chào anh luôn nha. Ồ giá cá chấm bữa nay có 50 ngàn ha. Quá rẻ luôn. Đăng nhiều like lắm á. Cảm ơn anh nhiều. Kinh của đá. Mua cua đá, cua cúm bao nhiêu anh? 150. Cua cúm này là 150 các bạn nè. Còn rẻ bao nhiêu anh? 200, 250. À rẻ 300. 250 bao nhiêu anh? 180. 300, 250, 180. Rồi anh có cua cúm luôn à. Cua cúm là 150, 180. Cảm ơn anh nhiều nha. Mừng nang bên đây nhiêu vậy chị? Ồ mừng nang bự lắm chị ơi, các bạn ơi. Chị này chị bán có 150 ký các bạn này. Quá trời luôn mừng nang. Con tép chị bán có 55.000 ký các bạn nè. Chị hay ngồi bên ngoài nhà lồng D các bạn. À nhà lồng F các bạn có đi chợ mà ủng hộ chị nha. Chị hay ngồi bên ngoài nhà lồng F á. Cá lạc cái này bán là 40.000 ký các bạn nè. Cá lăng bao nhiêu anh? Cá lăng là 70.000 các bạn nè. Ồ sáng thứ bảy đó các bạn. Lăng 70.000 ký là chơi 70. Cá lăng là 70.000 ký. Cá chim này chị này bán 100.000 ký các bạn. Cá chim là 100.000 ký. Cá chẽm là 75.000. Cá chẽm là 120.000. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Ồ tham quan cái chị này bán cá lăng luôn có 70.000 ký các bạn nè. Cá lăng sống luôn các bạn nha, ra 70.000 ký. Không lâu hả cháu ha? Không lâu là 60.000 ký cháu ha. Ồ cháu này bán cá không lâu có 60.000 ký các bạn nè. Còn cá lăng bao nhiêu cháu? 60.000. Cá lăng là 75.000. Cá hồng lầu có 60.000, cá lăng là 70.000 luôn ha, sổ luôn. Cá lăng là sổ 70.000 luôn, cá hồng lầu nhỏ bao nhiêu chứ? 65.000 cháu, à, sống. À cá hồng lầu đang sống ha, 65.000. Còn cá chốt một là 20.000 ha. Cá loại 30.000 nữa ha. Cắt rồi 30. À cắt rồi là 30.000. À, chú cảm ơn nhiều nha, à, chào cháu luôn. Nhưng mà cũng tham quan chỗ tiên nha, cô cháu này bán tép là 60.000 ký nè. Ồ cá chẽm bên đây nhiêu ký cháu? Cá bự 80 chú. À cá chẽm bên đây, bố chú bên đây luôn. Cá chẽm bự là 80, còn cá chẽm nhỏ hơn là bao nhiêu chứ? Nhỏ là 75 ha. Quá trời cá chẽm các bạn.
Ồ, có người có 20 ngàn ký các bạn này. Để bèo luôn á. Quá trời rẻ luôn các bạn ơi, có người có 20 ngàn ký. Ồ, cái đuôi mực bên đây nhiêu ký chị? À, đuôi mực là 60 ngàn. Còn cá này là cá xương xanh bao nhiêu ký chị? 20 luôn hả? Trời ơi. Cá xương xanh có 20 ngàn ký à? Trời quá rẻ nè. Cá thu bao nhiêu ký? Cá thu là 40 ngàn. Coi trên TV xong á. Dạ dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Thấy tôi mới đi vô đây. Dạ dạ, cảm ơn anh nhiều. Ồ, cá xương xanh bên này là bán có 20 ngàn ký các bạn nè. Hôm qua là 30 ngàn các anh. Chú coi, chú này coi kênh Nguyễn Hòa là vô đây mua nè. Bữa nay tham quan cho anh Cường bán tép là 60 ngàn ha. Còn cắt râu là 65 Cường ha. Cắt râu 65 à. Còn cá chét là làm sạch sẽ là 50 ngàn ha. Cá bóng là 80 ngàn, cá kèo là 120 ngàn ha. Ồ, tép bên trong này là 70 ngàn nha. À. Rồi, cảm ơn Cường nhiều nha. Sáng thứ 7 chị này bán một ống này có 60 ngàn ký các bạn nè. 60 ngàn đó thôi. Sáng thứ 7, ống 60 ngàn. Ồ, một ống đẹp ghê ha, 60 ngàn ký. 60 ngàn đó trời. 60 ngàn không chú bà ơi. À. Bà tụi anh này bán có 60 ngàn nữa các bạn nè. Sáng thứ 7 quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Còn mực nang bao nhiêu rồi chị? Mực nang 70 ngàn chú bà ơi. Mực nang cũng 70 ngàn luôn, bà tuột nhỏ này. Bà tuột có 50 ngàn. 50 ngàn. Ờ, chúc chị bán cho đắt nha. 60 sáng thứ 7 tham quan cho anh Vũ bán nè. Cá cá này là cá gì anh Vũ? Cá ngân bao nhiêu ký anh? Cá ngân là 55 ngàn. Cá mó là 55 ngàn. Bạc má 50, cá mó 50 hả? Cá mó bao nhiêu? Cá mó 55 ngàn luôn. Cá mó 55 ngàn còn cá? Cá bạc má 50. Bạc má là 50. Còn cá này cá sa ba bao nhiêu anh? Cá sa ba là 35 ngàn. Còn cá ngừ là bông bự 40 ngàn. Cá ngừ bông bự là 40 ngàn. Bò 45 ngàn. Cá ngừ bò là 45 ngàn. Người nhỏ là 20 ngàn. Cá thu này bao nhiêu ký chị? 100 tiền. Ồ, cá để lên giao gì tôi hứa cho bà hứa luôn. Trời ơi, cá thu đẹp ghê các bạn ơi. 100 ngàn ký các bạn nè. Quá trời luôn. 135 ngàn nó nổ lên giờ 100 ngàn đó. Ồ, giờ chỉ sổ có 100 ngàn nè. Còn cá chim bao nhiêu ký vậy chị? Cá chim là 90. Trời ơi, cá người có 20 ngàn, cá chim 90 ngàn. Cá thu là 100 ngàn các bạn nè. Rồi cá chim chỉ bán có 90 ngàn nữa các bạn. Quá trời rẻ luôn. Cô chào chị Vũ luôn, cá người đó bao nhiêu ký chị Vũ? À, cá người này 20 ngàn, cá người lớn bao nhiêu chị? À, người bò lớn là 45 ngàn, còn có nục bao nhiêu vậy chị? Cá này cá nục không chị Vũ? À, mặt má bao nhiêu ký vậy chị? Mặt má 50 ngàn, còn cá hường chị bán bao nhiêu? Cá hường 50 ngàn, cá mó chị nè. Cá mó 60 ngàn luôn. Sáng thứ 7 bên ngoài nhà lồng ép chị Vũ bán cá. Chúng ta tham quan chị Vũ bán cá. Cảm ơn chị Vũ nha, chúc chị Vũ bán cho đắt hàng luôn nha. Chỗ khu bà Hai là trước 100 ngàn rổ các bạn nha. Sáng thứ 7 các bạn. Đó, cho cô bà Hai bán là chứ 100 ngàn rổ. Bà Hai là chuyên về cá ba sa với cá diêu hồng các bạn. Rồi, cảm ơn bà Hai nhiều. Rồi, chào luôn. Chào luôn. 100 ngàn rổ, 100 ngàn rổ. Một ngày như mọi ngày á. Dạ, mọi ngày như mọi ngày đó. Chào cả nhà. Ngày thứ 7. Bữa nay thứ 7 à? Bán mà quên ngày 100 đi về dậy đi chợ đi cả nhà. Ờ, bán mà quên ngày quên ngày quên tháng luôn á. Ừ, nay mới thứ 7 à. Nay mới thứ 7 à. Cá hú lỗ đóng luôn các bạn nè. Rồi chỉ bán 100 ngàn rổ các bạn nè, rổ 3 con, rổ 4 con cũng có. Trăm ngàn rổ các bạn. Trăm ngàn rổ luôn. Quá trời luôn. Trăm ngàn rổ nè. Có rổ 4 con, có rổ 3 con các bạn. Đúng rồi, bữa nay có cái ngải đó từ bữa ba. Có rổ 4 con luôn. 4
trăm ngàn luôn các bạn ơi, rẻ quá các bạn ơi, đổ đống luôn nè. Bên ngoài là mấy chục ngàn anh? À, 50 ngàn, bên ngoài là 50 ngàn ký nè chị. Đâu á? Đâu hú á, 50 ngàn ký. Cá này còn ngon, cá bông lao nữa chị ăn đi. Đâu hú nè. Đâu hú này 50 ngàn ký, còn trong bên đây là trong rổ là 100 ngàn rổ các bạn nha. Ủa, mực tươi rối các bạn ơi. Mực bao nhiêu ký vậy chị? 200 ngàn á, mực tươi rối các bạn ơi. Quá trời luôn nè, mực tươi rối à. Tôm càng bao nhiêu vậy chị? Tôm càng là 150 các bạn, mực là 200 ngàn ký các bạn. 150 ký. Còn bên ngoài là tôm này là dập đá này là 110 ngàn ký các bạn nè. Còn mực là 200 ngàn các bạn. 400 cá vô đuổi đếm là chỉ sổ 100 ngàn rổ luôn các bạn nè. Ồ, sáng thứ bảy chị là chỉ sổ là cá rô cũng 100 ngàn rổ luôn các bạn nè. Còn cá vô đếm cũng 100 ngàn rổ luôn các bạn ơi. Ồ. Cá phèn là 35 ngàn ký các bạn nha. Ồ, có hai con cá chấm bự ghê á. Chấm là chấm cỏ thôi. Bự ghê á. Có nhiêu ký đó chị? 70 ngàn ký à. Vì bán cá lóc rồi cá hú, cá dồ đếm rồi cá phèn nữa các bạn, này đủ loại luôn. Cảm ơn chị nhiều. Cái khu này bán cá chê với cá rô rất nhiều các bạn ơi. Cá rô bự quá trời luôn. Ồ, cá rô có 40 ngàn ký, cá rô bự nữa các bạn ơi. Rô bự quá trời luôn các bạn. Cái chê vàng nhiêu vậy? Bảy chục hả nhá. Ồ, cá chê vàng 70 ngàn các bạn, cái rô có 40 ngàn, bự lắm các bạn ơi. Rô bự chà bá luôn, có 40 ngàn. Cá chê 70. Ô, chào luôn nha. Rồi, hôm nay cá chốt bao nhiêu à? Hôm nay cá chốt nhiêu ký? 50 ngàn. Tối hôm nay đưa người đẹp lên luôn nha. Rồi đó, người đẹp chưa coi luôn. Rồi, người đẹp bữa nay bán cá chốt có 40 ngàn ha. 50 ngàn rồi, đổi rồi. 35 ngàn chạy không? Rồi, cá chốt chị này bán người đẹp bán có 50 ngàn ký. Không có đâu, quay người đâu, quay đó đâu. Ít nhiêu ký anh? 90 ngàn. Ít là 45 ngàn ký. Còn cá chốt là chị này bán, là người đẹp này bán có 50 ngàn ký nha. Sổ về luôn. Vừa bán vừa cho vừa tặng luôn. Bữa nay bằng áo đỏ đẹp ghê ha. Ôi trời ơi, quá đẹp luôn. Cảm ơn người đẹp nha. Ồ, cá lăng là cháu này sáng thứ bảy bán có 65 ngàn ký. Còn cá phi sống luôn bao nhiêu ký cháu? 50 hả? À, cá phi sống luôn là 50 ngàn ký nè. Còn cá hú bao nhiêu cháu? Cá hú cũng là 50 ngàn luôn. Sáng thứ bảy các bạn nha. Ồ, cá phi sống luôn các bạn nè. Cá phi, cá hú cũng 50 ngàn. Cá phi 50 ngàn, cá hú 50 ngàn. Rồi, cảm ơn cháu nha. Cá phèn 35 ngàn. Cá phèn là 35 ngàn là chị chưa cắt đầu ha. Còn cắt đầu rồi bao nhiêu chị? Cắt đầu rồi là 40 ngàn. Chưa cắt đầu là 35 ngàn chị ha. Rồi chúc chị bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Chúc anh được nhiều like luôn. Rồi cảm ơn chị nhiều lắm. Bên ngoài cũng tham quan cho cháu này bán cá này, cá bạc má không cháu? Bao nhiêu ký cháu? 40 ngàn hả? 50 ngàn cá bạc má. Còn cá thu cho bán nhiêu? Cá thu là 100 ngàn. Ồ. Rồi chú cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, mình đang này bự quá, nhiêu ký cháu? 170 ngàn. Trời ơi. Không, 220. Vô nhìn mình đang thấy đã chưa? 170 ngàn hả cháu hả? Dạ. Còn bạch tuộc nhỏ này là 80 ngàn. Còn loại lớn này cháu? Loại lớn này là 90, 100. Còn bằng ống là 220 hả? Ống nhiêu cháu? 220. Ồ, chả bán giùm luôn đi. À, chả. Chả thắt lát. Chả thắt lát là 50 ngàn. Ồ. Cháu bán chả thắt lát rồi, cá thắt lát còn 50 ngàn.
nửa ký chứ, bảy chở nửa ký mà, 50.000 nửa ký, 100.000 ký cá đắk lát, cá nằng hai. Rồi cảm ơn nha, chúc đảng cho mau hết luôn. Hòa tham quan cho chị này bán tôm luôn. Cái bơi này nhiêu ơi anh ơi? Chị ơi, cái bơi tôm này bao nhiêu chị? 201. Ờ, bơi tôm lớn này là sáng thứ bảy là chị bán là 210.000 ký các bạn nè. Còn loại nhỏ chị? Tôm bơ sống là loại nhỏ bao nhiêu ký chị? Loại nhỏ là 130. Ồ, chị có tôm ngột đó nè, tôm thẻ ngột nè. Tôm thẻ ngột bao nhiêu chị? Tôm thẻ ngột đó bao nhiêu ký chị? 168 hả? À, trời ơi, tôm này quá trời các bạn ơi. Ồ, tôm thẻ sống này là 201 ký các bạn, tôm loại bự nha bạn. Loại nhỏ này 130. Trời ơi, tôm này rất nhiều các bạn ơi. Còn loại này tôm ngột này 108 các bạn nè. Cảm ơn chị nhiều luôn. Bao nhiêu ký chị? 65.000. Ô, bữa nay chị bán có 65.000 ký các bạn nè. Tôm sông nhanh luôn. Sông nhanh đang búng luôn nè. 65.000. Rồi. Lâu lâu mới có một ngày ha. Lâu lâu mới có một ngày à. Các bạn có đi chợ mua ủng hộ cho chị hay ngồi bên ngoài nhà Đồng Ép nè. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Quá chị ơi. Lẻ này nó nhiêu chị? 80.000. Bao nhiêu? 80 là chị chưa cắt đâu hả? À, cắt rồi là 80.000, còn chưa cắt là bao nhiêu chị? À, chưa cắt là 75.000, còn cắt đâu rồi là 80.000 ha. Rồi, chúc chị bán cho đắt hàng luôn nha. Nguyễn Hòa cũng tham quan cho chị này bán à. Cá thu nhiêu chị? Cá thu là 100.000. Còn cá ngừ bao nhiêu chị? Cá ngừ là 40.000, còn cá nục chị? Cá nục 40.000 luôn, còn cá hường chị? Cá hường là 50.000. Cá bạc má bao nhiêu chị? Bạc má là 40.000. Rồi cảm ơn chị nhiều luôn. Sáng thứ bảy ngoài tham quan chị Liên bán cá này, cá chẽm bao nhiêu chị Liên? À, cá chẽm 7 tròn. Cá bóng mú bao nhiêu chị? Cá bóng mú là 160, còn cá cá chim là 90.000, còn cá phi bao nhiêu chị? Cá phi là 55.000. Còn đầu cá bóp gì? Đầu cá bóp 50.000. À, đầu cá bóp 50.000, còn cá bóp là 100.000 các bạn nè. À. Ôi, bữa nay chị bán đủ thứ cá luôn các bạn nha. Cá chim, cá bóp, rồi cá diêu hồng, cá chẽ, cá chẽm, cá phi. Đủ loại luôn. Phi chị bán có 55.000 ký á. Cá chẽm là mấy chục vậy? Cá chẽm 70.000, cá bớt có 100.000 ha. Ồ, cá chim có 90 hả? Ồ, cảm ơn chị Liên nhiều nha. Ồ, cá bún mú này 160.000 ký các bạn nè, đang sống luôn nè, đó, hai con cá bún mú nè các bạn nè. Đang sống luôn, dãy luôn. 160.000 ký các bạn. Cảm ơn chị Liên nha. Ồ, bữa nay là xuống giá luôn ha. Hôm qua là 45, bữa nay là cá ba sa có 43.000 ha. Còn cá hồng bao nhiêu vậy? Cá hồng như cũ là 60.000 hả? Ờ, cá hồng là 60.000. Cá ba sa bữa nay là có giá có 43.000, bạn xuống được 2.000 bạc các bạn nha. Hôm qua Nguyễn Hòa thầy quay thấy 45. Bữa nay vội chợ sao mà xuống có 43 ha. À, cá nó sụt. Bữa nay là cá ba sa là anh bán có 43.000 các bạn. Cá hồng là vẫn giá 60.000. Cá phi cũng vậy nha. À, cá phi cũng 60.000 luôn, cá hồng cũng 60.000. Rồi cảm ơn anh nha. Ủa, cá rô này bao nhiêu vậy anh? À, cá rô là anh bán vẫn 40.000 giá cũ các bạn nè. Còn cá lóc bao nhiêu anh? Cá lóc là 45.000. Bữa nay là anh hết cá kèo rồi ha. À, à cháy hàng luôn ha. Cá lóc là anh bán 45.000, cá rô là 40.000 các bạn nha. Sáng thứ bảy bên ngoài nhà lồng các bạn. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Chào anh luôn. Sáng thứ bảy tham quan chỗ cháu này bán nè, tôm càng cháu sổ có 120.000 ký các bạn. Quá trời đã luôn. Quá trời. 120 sổ luôn. Ồ, cháu này sổ về luôn 120.000 ký các bạn nha. Tôm càng đang sống luôn các bạn. Rồi cảm ơn nhiều nha. Ôi chào cháu luôn. Cái bơ cái lóc nhỏ nhất bao nhiêu cháu?
cái lơ cái bơ cái lóc nhỏ nhất là 40 ngàn. Chỗ khu cháu này là chuyên về cái lóc với cái rùa các bạn. Còn loại lớn nhất là bao nhiêu cháu? 45 ngàn. À cái bơ này là 45 ngàn, còn lớn nhất là 50 ha. Ồ giá cá này, giá cá sáng thứ bảy bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Cháu này chuyên về chỗ khu cháu này là chuyên về cá lóc với cá rô các bạn nha. À, chú cảm ơn nha. À, chúc cháu bán cho mau hết về luôn nha. Sáng thứ bảy bên ngoài tham quan chỗ này bán à. Tôm một bao nhiêu vậy anh? 150. À tôm lại lớn một này là 150 ha. Còn loại nhỏ bao nhiêu? 800 gram. À loại nhỏ 130 ha. Loại lớn 150 ha. Tôm mà tôm sống dập đá nè, 150 nè. Còn loại ngộp là 130. Rồi chúc anh bán cho bác hàng mới luôn nha. Sáng thứ bảy tham quan chỗ cháu Dương này bán cua nè. Cua dây đỏ này là dây hồng này là 120 ha. Đây 120. Còn cua này là cua gạch là 180 ngàn. Ờ buổi sáng thứ bảy này cháu này có hai loại luôn các bạn nha. Ờ các bạn có các bạn có đi chợ mua ủng hộ cua cho cháu này nè, cháu Dương nè. Ô còn tôm sú này nhiêu vậy? 190, 170. Ồ tôm sú này cháu là lớn ghê, 190 nè các bạn nè, cái bơ này 190. Còn cái bơ này là 150 nè. Này 170. À 170. Cái đó mười mấy con. Có 4 bơ tôm sú ha. Một loại là 190, một loại 170 ha. Loại này 170 các bạn nè, loại này 150 nè. Còn loại nữa là 130 phải không? À 130, 150, 170, 190 ha. À, quá trời tôm các bạn ơi. Chú Hùng này hay ngồi bên ngoài nhà lồng đê, các bạn đi chợ mua ủng hộ nè. Ô tôm sú các bạn nha. Tôm sú đẹp ghê á. 130, 150, 170, 190. Tôm quá to luôn, chín bự. Đấy, khoảng 10 cái tôm lên bờ. Rồi cảm ơn chú Hùng nha. Rồi cảm ơn anh luôn. Cảm ơn chú Hùng bán nha, chúc chú Hùng bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Ồ chào Tâm luôn nha. Dạ, sáng thứ bảy tham quan chỗ cháu Tâm này bán mực nè. Mực Ino bên đây giá bao nhiêu Tâm? Dạ mực Ino đây lớn 125.000 chú. Lớn 125.000. Dạ. Còn nhỏ? Nhỏ 130. Nhỏ là 130, sáng thứ bảy các bạn nha. Hả? À ngày mai mới lên nha. Còn bữa nay là thứ bảy là giá vẫn là mực lớn 125, mực nhỏ 130 ha. Dạ. Ở bữa nay con không rồi các bạn có đi chợ đầu mối Bình Điền mà thích ăn mực Indo là cháu Tâm hay ngồi bên đầu nhà lồng đê các bạn nha. Tâm ăn mua ủng hộ cháu Tâm nha, cảm ơn cháu Tâm nhiều nha. Dạ. Còn bán là ký à, toàn cảnh bên ngoài nhà lồng đê sáng thứ bảy các bạn nha. Sau khi Nguyễn Hòa tham quan bên nhà lồng ép, bây giờ Nguyễn Hòa đang đi dọc bên ngoài nhà lồng đê để tham quan cua hải sản các bạn. Sáng thứ bảy Nguyễn Hòa thấy người dân đi mua cũng rất đông. Trời, chỗ khu này của ngoài thấy nè, trời ơi, tôm mực. Tôm sú, tôm sú nè, mực ống nè. Ống là tôm sú nè, trời ơi. Bạch tuộc rồi, cá tầm. Cá tầm, cá bóng mú, cá tai tượng, cá hồng, cá chim. Ô, đủ loại. Chỗ này đủ loại cá luôn các bạn ơi. Quá trời luôn. Nhìn cá thấy mê luôn à, đủ loại luôn. Sáng thứ bảy Nguyễn Hòa tham quan chỗ cháu này chuyên về bán cá tra cá khúc nè. Và nếu mà các bạn có muốn mua là khoảng 20 kg trở lên là cháu giao luôn nha. Rồi cháu đọc số điện thoại lại cho cháu. 0355 0355 809 809 442 442. Ờ lại là chú cháu này chuyên về bán cá tra cá khúc nha. Các bạn có muốn mua thì các bạn liên hệ số điện thoại rồi cho địa chỉ chỗ nào rồi tiền bạc là các bạn liên hệ với cháu này bán cá tra cá khúc nha. Giao tới nơi luôn. Còn bữa nay là này 40 chứ. Cái bơ này là 40 ha. Còn cái bơ này. Này 55. Cái bơ này 55 ha. Cái bơ này là 50 ngàn. Đây là giá cá sáng thứ bảy ngoài nhà lồng các bạn. À cái đầu là 10 ngàn luôn ha. Đầu là cháu bán 10 ngàn luôn nè. Đầu cá tra các bạn. Cái khúc này nhỏ nè 30 ngàn á. À.
rồi chú bà, chú muốn gặp quan chỗ bán cá ngừ là cá ngừ có 30 ngàn, cá lục 35, cá lục sa ba này 35 ha, còn cá này cá đỏ cháu ha. Dạ bữa nay con mua ít hầu à. À cá đỏ 45 ha. Dạ. Cá đầu cá hồi bao nhiêu cháu? Đầu cá bóp. À đầu cá bóp nhiêu cháu? 50 ngàn. Nay hết đầu cá hồi sớm. À đầu cá bóp 50 ngàn ha. Dạ. Cảm ơn nhận ha. Sáng thứ bảy ngoài tham quan chỗ chị này bán cá ngừ có 20 ngàn ký bạn. Còn loại có loại 35 ngàn, còn cá cam là 50 ngàn, cá bóp là chỉ bán có 80 ngàn các bạn nè, cá sa ba là 35 ngàn, cá đỏ là 45 ngàn, cá chim mà chim đen có 50 ngàn ha, còn cá thu bao nhiêu anh? À bao nhiêu? 65 ngàn. Còn cá chim bao nhiêu? À cá chim là 60 ngàn, còn mực nang này là 60 ngàn, còn cá mó là 40 ngàn luôn ha. Rồi cảm ơn anh chị nhiều. Sáng thứ bảy ngoài tham quan cho cháu này bán cá thu nhiêu ký cháu? Cá thu là 100 ngàn. Chào luôn nha. Cá thu là 100 ngàn, cá mó như? Cá mó 40, cá bóp là 100 ngàn ha. Ồ cá bóp là 100 ngàn. Cá bóp lớn này cũng vậy luôn ha, cũng giá 100 ngàn luôn. Đầu cá bóp nhiêu cháu? Đầu cá bóp là 50, đầu cá hồi là 45 ngàn. Cá mối cho bán nhiêu ký? Cá mối là 35 ngàn. Ô cá đại tượng bự ghê á, cá đại tượng là 40 ngàn. Ô cá đại tượng bự ghê các bạn ơi. Cá chẽm giá bao nhiêu cháu? Cá chẽm là 75 ngàn. Ô cá chẽm sống luôn cả nhà nha, cá đại tượng quá trời các bạn nè, cá đại tượng này bị ngộp rồi. Rồi, cảm ơn cháu nhiều nha. Ô chào chị luôn, cá hường đây chị bán nhiêu ký chị? Cá hường là 55 ngàn, còn cá mó bao nhiêu chị? Hả? Cá mó 50. Cá hường 55 ngàn. Còn cá hường chỉ cắt là sạch sẽ thôi nhiêu? 40 ngàn. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán cho đắt hàng luôn nha. Ô chào chị luôn, bữa nay tép nhiêu chị? 60 ngàn. Ồ tép này 60 ngàn, còn cắt đâu rồi bao nhiêu chị? Cắt đâu rồi là 65 ngàn. Sáng thứ bảy là ngoài tham quan chỗ anh chị này bán tép chưa gì tép nè, chưa cắt là 60 ngàn chị ha. Rồi cắt rồi là 65 ngàn. Rồi cảm ơn anh chị nhiều, chúc anh chị bán cho mau hết luôn nha. Ô chào vợ chồng anh Hải luôn nha. Sáng thứ bảy tham quan cho vợ chồng anh Hải bán cá nè. Ô cá chim này đổ đống luôn, có 80 ngàn ký các bạn nè. Còn cá cam là có 50 ngàn. Cá cam còn có mấy con là bán 50 ngàn ký. Còn cá chim trời ơi, cá chim đổ đống luôn bạn, có 80 ngàn ký nè. Cá chim tươi rói à, chim tươi rói là có 80 ngàn ký các bạn nè. Còn cá nục là 35 ngàn ký ha, cá nục bán có 35 ngàn ký các bạn nè. Trời ơi, cá chim đổ đống luôn, tươi rói luôn. Mà giá bữa nay cá chim cũng thấy rẻ hơn nè. Mỗi ngày là chú thấy là chú quay 110 ngàn ha. Bữa nay có 80 ngàn. À bữa nay rẻ hơn nè. Sáng thứ bảy các bạn. Rồi cảm ơn vợ chồng anh Hải nha. Chúc vợ chồng anh bán cho mau hết luôn. Cái cá đó là cá gì cháu? Bằng má cho bán nhiêu ký? Bằng má là 40 ngàn. Còn cá mó cho bán nhiêu? Cá mó là 45 ngàn. Còn cá nục là cho bán nhiêu vậy? À cá nục này là 40 ngàn ha. Rồi còn cá hường cho bán nhiêu? Cá hường là 50 ngàn. Còn cá ngừ cho bán nhiêu ký? Bao nhiêu? Cá ngừ là 40 ngàn. Còn cá xương xanh cho bán nhiêu? Cá xương xanh là 30 ngàn. Còn cá thu cho bán nhiêu? Ồ cá thu tươi đói luôn, 100 ngàn ha. Rồi chào anh luôn. Lấy cá nó rẻ đi chứ. 100 ngàn hả? Ờ 100 ngàn ký á. Cháu này bán cá bên ngoài nhà lồng đê các bạn nha. Chú cảm ơn cháu nhiều nha. Sáng thứ bảy tham quan cho cháu này bán cá chuyên về cá biển bạn, cá mối là 35 ngàn. Cá chim cho bán nhiêu? Cá chim là 100 ngàn. Còn cá nục cho bán nhiêu? Cá nục là 40 ngàn. Còn cá này là cá
cái này cá ngân hả? Cái lục gai hả? Lục gai bao nhiêu ký cháu? Lục gai này là 40 ngàn, còn cá ngừ cho bán bao nhiêu ký? Cá ngừ là 35 ngàn, còn cá hường cho bán nhiêu? Cá hường cho bán nhiêu ký? À, cá hường 50 ngàn. À, chú cảm ơn cháu nha. Sáng thứ bảy của bà đang tham quan cho khu cháu này bán cá, các bạn, cháu này chuyên về bán cá nè, chuyên về cá biển. Ô chào cháu luôn. Cá mó nhiêu ký cháu? Cá mó là 60 ngàn, còn cá nục cho bán nhiêu? Cá nục là 40 ngàn, còn cá này cá ngân bao nhiêu cháu? Cá ngân là 75 ngàn, còn cá này là cá nục gai. À, nục gai. Nục gai bao nhiêu? Nục gai là 40. Ô cá hường tươi đói ha, bao nhiêu cháu? Cá hường là 45 ngàn, còn cá nục xuông này bao nhiêu? À, bằng giá bao nhiêu? 40. Còn cá người cho bán nhiêu vậy? Cá người 40 luôn. Chú cảm ơn nha. Rồi, chúc hai cháu bán cho đắt hàng mau hết luôn. Sáng thứ bảy tham quan chỗ anh này chuyên nghiệp cá tra luôn các bạn. Ngày sáng thứ bảy xem giá cả có lên xuống gì không. Cái bơi này bao nhiêu vậy anh? 40 ngàn hả? À, cái bơi này là 40 ngàn, còn cái bơi bên đây anh? Cái bơi này là 55 ngàn. Rồi là cái giá bữa nay xuống được mấy ngàn ha? Thì bữa là 58-60, bữa nay có 55 ngàn ha. Còn nguyên con bao nhiêu vậy anh? Nguyên con là vẫn giá là 37 ngàn. Mình cân bao nhiêu ký tính tiền bao nhiêu các bạn nha. Cái đuôi nhỏ này bao nhiêu vậy anh? À, cái đuôi nhỏ này 30, còn cái đầu là vẫn 10 ngàn ha. Rồi chúc bán cho đắt hàng mau hết luôn nha. Rồi cảm ơn nhiều luôn. Sáng thứ bảy tham quan cho vợ chồng anh chị Ánh bán cá lóc nè, cá lóc bự, cái bơ bự nhất như anh? Bự nhất bên kia kìa. À, bự nhất 55. Bự nhất bên đây ha. Ồ, cái bơ này bự nhất là bao nhiêu ký đây? 55 ngàn ký. Đồ. 6 ký 7. Mỗi con là 6 ký 7 luôn hả? Ồ, 55 ngàn hả? Ừ. Rồi còn bơ này anh? 45 này luôn. À, hai bơ này 45 hết hả? Rồi bao luôn, hai bơ 45 luôn. Hai bơ 45 ngàn, một bơ là chị Ánh bán 55 ngàn. Chỉ còn hai loại là hai giá. Cảm ơn anh chị Ánh nhiều nha. Dạ, chúc anh chị bán cho mau hết luôn nha. Rồi. Đi em đi ăn đi ghé mua giùm mình. Rồi, mua gì giùm cho chị Ánh luôn. Chị Ánh cảm ơn nè. Rồi chị này cũng ngồi sát kìa chị Ánh nè, con cá. Nhiều con quá anh bạn. À. Cá nhỏ này bao nhiêu vậy chị? 40. À, cá nhỏ này 40 ha. Em 40 mấy ký. Còn cá 46. Cái khu chị này. Cô chị này bán ngồi kế bên chị Ánh cũng rất nhiều cá lóc các bạn. Chuyên về cá lóc luôn. Chị này cũng hay ngồi sát bên chị Ánh ngoài vườn Ngọc Thủy các bạn nha. Các bạn có đi chợ mua ngồi cho chị luôn nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Sáng thứ bảy ngoài tham quan cho chị này bán cá rất nhiều cá các bạn ơi. Đủ loại luôn. Quá trời luôn cá các bạn nè. Cá này chị này bán nè, cá cha nè các bạn nè, có cá cha các bạn nè, cá mối nè, rồi cá chim, cá xương xanh, cá nục sa ba, rồi cá sủ, rồi cá chích, cá nục, đủ loại cá các bạn ơi, cá ngừ, rồi cá hường, cá mó, đủ loại cá luôn, cả cá đuối nhỏ nữa. Chào chị luôn. Bán hết hả chị? Sáng thứ bảy chị này dàn cá cho chị rất nhiều, đủ loại luôn các bạn nha. Đủ loại luôn ha. Quá trời luôn. Chị đủ loại luôn ha. Nhìn dàn cá chị nhìn thấy mê luôn. Luôn. Trời ơi, mừng nang bự này bán có 150 ký các bạn nè. Con này chẳng phải ký rưỡi có. Bự ghê các bạn, 150 ký. Còn mực chuột này nhiêu anh? Mực to 120, nhỏ 80. À, mực chuột to 120, lớn 120, nhỏ là 80 ha. Còn mực nang này là 150 các bạn nè. Quá trời bự luôn. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh bán cho đắt hàng luôn nha. Ôi chào cô Dung luôn.
sáng thứ bảy tham quan cho cô Dung bán mực nè. Cô Dung bán bạch tuộc lớn này là 120 ha. Cô Dung bán bạch tuộc lớn là 120, còn đầu mực là vẫn là 660 ngàn. Còn mực nang này là làm sạch sẽ luôn 100 ngàn các bạn nè. Ôi mực thì ngon các bạn ơi. Đầu mực to ghê á. Mực nang này 100 ngàn các bạn nè, làm sạch sẽ luôn. Đầu mực là 160, bạch tuộc là 120. Cảm ơn cô Dung nha, chúc cô Dung bán cho đắt hàng luôn nha. Sáng thứ bảy con Hòa tham quan chỗ chị này bán mực ống nhỏ này là 100 ngàn các bạn nè. Còn mực ống lớn này là 240 ngàn. Chỉ có để giá hết trơn luôn. Một loại nữa là 180 ngàn, loại là 160 ngàn, loại 130. Ô loại 130 đẹp ghê các bạn, 150 nữa các bạn nè. Chị này chuyên về mực các bạn, bên ngoài nhà lồng đê á. 130, 150, 80 rồi 160, 180 đủ loại luôn các bạn. Muốn không gái? Mua mực đi cháu. Rồi chúc chị bán cho đắt nha. Cảm ơn chị nhiều. Ôi giàn mực của chị nhìn thấy ngon quá các bạn ơi, đã luôn. Sáng thứ bảy hôm qua tham quan cho chú em này bán tôm nè. Tôm thẻ sống này là 150 hả? Tôm này hồi tối rồi lấy lại tổng luôn 140 ngàn, ra bán là có 10 ngàn ký nhiêu. Dạ. Rồi hả? Dạ. Thẻ sống 150 còn tôm ngột bao nhiêu? 120, có lỗ rồi thấy không? Sống 150 ha. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chúc bán cho mau hết luôn. Chào chị luôn nha, sáng thứ bảy tham quan cho chị này bán tôm càng sống bao nhiêu chị? Tôm càng sống là 140 ngàn. Hôm nay thẻ mắc quá bán không. Tôm thẻ hôm nay ai cũng nói là bán hết cháy hàng luôn chị, cháy hàng luôn. Còn mực nang chỉ bán là 80 ngàn nè. Còn bạch tuộc nhỏ này là 60 ngàn. Mực nang là làm sạch sẽ là 110, còn mực ống là 140 các bạn à. Còn mực nang này cũng làm sạch sẽ 130, đầu mực là 120. Còn tôm ngột bao nhiêu chị? 100. Tôm càng ngột là 100 ngàn. Ồ chị bán cả càng ghẹ là 70 ngàn các bạn nha. Bắp bư là 50 ngàn. Còn sò huyết là 120. Còn cái ốc đó là ốc gì chị? Ốc mỡ. Ốc mỡ 50 ngàn. Còn ốc đó là ốc gì? Ốc mỡ 50. Ốc gì mà 30 ngàn đó chị? Dò dẹo. Dò dẹo 30 ngàn. Ốc mỡ 50 ngàn. Bao đầy đủ ký anh ơi. Tôm càng sống 140, bự ghê á. Chị bán cả ốc rồi càng ghẹ rồi. Đầy đủ mà nó còn mua, nó đi mua 101, 102, ăn gian ba cũng làm chị chơi. Cảm ơn chị nhiều nha. Sáng thứ bảy ngoài tham quan cho chị này bán cá kèo là 180 ngàn ký các bạn nè. Cá kèo là 180 ngàn. Còn tép là chỉ cắt rồi là 60 ngàn các bạn nha. Còn chưa cắt là 55 ngàn. Còn cắt rồi là cắt lâu rồi là 60 ngàn. Chưa cắt là 55 ngàn. Còn càng ghẹ này là càng ghẹ càng cua này là 70 ngàn các bạn nè. Cảm ơn chị nha, chúc chị bán cho đắt hàng luôn nha. Cá này cá gì chị? Cá cá ngân. Cá ngân bao nhiêu ký chị? 30. Cá ngân 30. Ồ tất cả lại đầy đồng giá nha, có 30 ngàn ký luôn. Giờ này là 7 giờ mấy chỉ sổ luôn, đồng giá hết các bạn nè. Loại nào cũng 30 ngàn ký các bạn. Chị này bán bên ngoài nhà lồng đê các bạn nha. Giờ là chỉ sổ luôn, có 30 ngàn ký đồng giá hết luôn. Cảm ơn chị nha, chúc chị bán cho đắt hàng luôn. Rồi chị bán đồng giá hết có 30 ngàn ký các bạn. Tôm này nhiêu vậy anh? 160, 150, 170. Anh này có 3 loại nha, 160, 150, 170 các bạn nha. Sáng thứ bảy bên ngoài nhà lồng đê các bạn nha. Anh có 160, 150, 170, 3 loại luôn. Quá bự luôn các bạn ơi. Quá trời bự luôn. 150, 160, 170, 170 về nè. 150, 160, 170. Quá trời tôm luôn nè. Tôm đổ đống luôn buổi sáng thứ bảy các bạn. 150, 160, 170 quẹo lửa luôn. Ồ 150, 160, 170. Quá trời luôn. 160, 170, 170 luôn. Sau khi tham quan khu hải sản tươi bên ngoài lồng FD sáng thứ bảy, Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ, bấm đăng ký ủng hộ kênh A Còng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.